Xin chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt ở tại nhà chú Thèo, Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là cái không gian cây cảnh mà hôm nay chú sẽ tổ chức lễ đón nhận cây xanh, cái cây ở giữa màn hình từ xa kia. Đó là cái cây chú Thèo mới giao dịch với chú Quân Thường Tín. Hôm nay chú Thiều làm lễ đón nhận cây. Chúng ta cùng xem qua cái không gian đang được các anh em cây đặt sắp xếp. Mặc dù trời mưa cũng khá dày, khá nặng hạt, nhưng mà công việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Bởi vì chú Thiều đã thuê phông bạt làm rất cầu kỳ. Chúng ta có thể xem qua cái nhà tiếp khách của chú Thiều nhé. Ở góc này là những cây xanh tầm trung và nhỏ, bê tay nhá, đều là những cây kỹ. Chơi cây thì rất đa dạng lối chơi và phong cách chơi. Một số những anh em chỉ thích chơi cây tầm nhỏ, dễ bê bác. Và một số chơi cây to. Thì ở đấy, lại đang xin đến đi à? Vâng, đây đang phát trực tiếp. Đây là tác phẩm chú Thèo mới giao lưu với chú Quân Thường Tín. Rất đẹp, rất nghệ thuật. Vâng, nhà vườn của chú Quân Thường Tín đa số là những cây chất lượng cao. Đây là một trong những cái tác phẩm của chú Quân Thường Tín để lại cho chú Thèo. Cây chất rất đẹp, từ chất lá cho đến thân pháp già chun và bộ rễ ôm chặt khối đá. Cây này cũng được anh Dũng Coca cài đá. Cây xanh này có chiều cao khoảng 80. Tôi áng chừng cao khoảng 80 phân. Là một cây tầm trung. Chúng ta có thể xem thân pháp từ dưới lên. Lằm dày như san hô. Tác phẩm này có tham gia triển lãm Bắc Ninh đầu năm vừa rồi. Vâng, cây xanh là một trong những cây có bộ rễ già méo ôm chặt những khối đá. Cây xanh, cây si là những cây cài đá rất phù hợp. Một tác phẩm năm thân. Mặc dù có năm thân nhưng mà che đậy cho nhau rất hài hòa hợp lý. Và cây có dáng hơi nghiêng, tạo nên cái độ điệu đà cho tác phẩm. Nếu trong một cây cảnh mà có độ nghiêng đa chiều thì sẽ rất đẹp.
Vâng đúng như vậy. Cây này nghiêng hai chiều nhá. Rất đẹp. Hôm nay là mấy nồi của bạn cô. Hôm nay là hôm nay cơm này đang khỏe. Mai rồi tối tối hôm nay các. Ngoài cái tác phẩm mà mới mang về thì chú Thiều còn khá nhiều những tác phẩm ở trong sân và một số tác phẩm của anh em trong câu lạc bộ mang đến. Đây cũng là một tác phẩm xanh khá già. Còn đây là cây xanh của chú Thiều mua ở triển lãm Yên Phong, cũng là một trong những cây già. Khi nước mưa chảy vào chúng ta nhìn thấy độ đỏ. Khi trời mưa chỉ có những cây già mới thể hiện được hết bản chất của cây. Nhà chú Thiều có không gian khá lớn, nhưng mà cái nhà to này, đây là nhà 5 tầng, đã chiếm diện tích khá lớn. Phía sau căn nhà này có một ngôi nhà gỗ gọi là từ đường. Cái nhà từ đường đó khá lớn, bằng gỗ. Và đây trước mặt chúng ta, đây là cái nhà gỗ mà chú Thiều làm chỉ để chuyên tiếp khách. Trong không gian rất bà đồ, rất đẹp. Đây là cổng ra vào của nhà chú Thiều nhá, cũng được làm bằng gỗ. Có bức hoành phi được dát vàng. Rồi, bao nhiêu người xem rồi? Còn không gian rất đẹp. Tôi sẽ quay qua cái hàng cây phía trong của cây dạp này. Đây là cái tác phẩm xanh quê. Chất cũng khá đẹp và dày nhá. Mới được cài đá. Đây là cây xanh quê trực liên chi bằng một cây đa. Còn đây là cây xanh Nam Điền ôm đá thấm thủy. Cây khá già và rất nghệ thuật. Đây là một trong những tác phẩm tôi đánh giá khá cao. Ôm khối đá thấm thủy. Cây tương đối già nhá. Khi nước mưa chảy vào cũng chuyển màu vàng đồng. Đặc biệt của cây này có cái đường thân chạy xuống co lắc khá điệu.
Vâng, ở đây là một cây xanh Nam Điền giáng trực cũng đang tạo tác. Đây là tác phẩm xanh Nam Điền giáng trực núi. Cây này cũng khá già nhá. Vâng, đa số là xanh Nam Điền. Đây là cây xanh quê răm dày. Cây này đang lên nụ nhá. Một số tác phẩm xi mới cài đá cũng cây ở góc trong này. Vâng, ở góc này chúng ta có thể nhìn ngắm qua ngôi nhà từ dưới đất nhìn lên cao. Một tòa nhà 5 tầng, biệt thự khá lớn. Còn hành lang này là đi xuống dưới nhà gỗ từ đường. Vâng, ở đây cũng được cây đặt một số những cây cảnh ở trước cửa sân của từ đường. Và đây chính là ngôi nhà gỗ từ đường của nhà chú Thiều. Ở với ngoài bờ ao, bờ sông cũng được kê một số cây. Chúng ta sẽ quay vào dưới bên trong. Như theo lời của chú Thiều thì đây là một căn từ đường làm bằng gỗ lim. Vâng, nếu vâng, chào anh. Vâng, anh Lan. Với không gian này chúng ta đến đây chúng ta có thể ngắm được rất nhiều và rất thú vị khi ở góc với bên này cũng được cây đặt khá nhiều cây cảnh. Về đầu cây thì ở vườn chú Thiều rất nhiều. Chúng ta xem qua. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.